Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy vì dùng sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên biết tất cả pháp đều không có tự tánh, trong đó không có tưởng cũng không không có tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát nên tu tùy niệm xả như thế, nghĩa là trong đó còn không có chút niệm, huống là có niệm xả. Này thiện hiện thế nào là đại Bồ Tát tu tùy niệm thiên? này thiện hiện đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên tu tùy niệm thiên quán dự lưu vân vân tuy sanh vào chúng trời tứ đại vương hoặc trời ba mươi ba trời dạ ma trời đổ xử đa hoặc trời lạc biến hóa hoặc trời tha hóa tự tại nhưng chẳng thể nắm bắt được chẳng nên tư duy quán bất hoàn vân vân tuy sanh cõi trời sắc giới hoặc trời vô sắc giới nhưng chẳng thể nắm bắt được chẳng nên tư duy vì sao này thiện hiện vì các trời như thế đều không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu nếu không có sở hữu thì không thể nhớ nghĩ vì sao này thiện hiện vì nếu không nhớ nghĩ không tư duy thì đó là tùy niệm thiên này thiện hiện Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên tùy niệm thiên như thế. Nếu tu tùy niệm thiên như thế thì đó là Đại Bồ Tát làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy khi làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế thì có thể viên mãn bốn niệm trụ, cũng có thể viên mãn bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể viên mãn bốn tịnh lự, cũng có thể viên mãn bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể viên mãn tám giải thoát, cũng có thể viên mãn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn đà la ni có thể viên mãn bù thí ba la mật đa cũng có thể viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể viên mãn pháp không nội cũng có thể viên mãn pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới pháp không tản mạng À, pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh có thể viên mãn trơn như cũng có thể viên mãn pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ có thể viên mãn năm loại mắt cũng có thể viên mãn sáu phép thần thông, có thể viên mãn mười lực Phật, cũng có thể viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng.